Trước kỳ thi quan trọng của Đức Hiếu như chúng ta đã biết thì lần này hôm nay là ngày Đức Hiếu sẽ tham gia cuộc thi đại học, và chính vì thế mà Đức Hiếu cùng với các em và ba Diễm Phạm đã đứng trên trước bàn thờ của mẹ Phi Nhung và thắp hương để mong cầu rằng cái chuyến đi lần này, cái quả học quá trình học tập lần này của Đức Hiếu đạt kết quả cao. Là một cậu bé vô cùng tình cảm thì Đức Hiếu cũng có những đôi lời nhắn nhủ cũng như là gửi đến mẹ Phi Nhung ở phương xa để mẹ luôn luôn yên tâm về những gì mà Đức Hiếu đã và đang làm và cho cái kỳ thi lần này. Đức Hiếu cũng chia sẻ rằng là 12 năm của con giờ chỉ đếm bằng giây bằng phút nữa thôi, cầu mong con được điểm cao và tốt nghiệp. Với những cái hình ảnh mà rạng rỡ của Phi trên khuôn mặt rạng rỡ của Phi Nhung, kèm những cái đó là trên tay Phi Nhung là hai tấm phiếu giấy khen của các con của chị, một đời an yên như thế, thì Phi Nhung cũng chỉ mong rằng các con học hành ngoan ngoãn và đỗ đạt. Và bây giờ Đức Hiếu đã dần và các con đã dần thực hiện những điều đó cho chị, quả là một điều mà mọi người cảm thấy vô cùng là ấm lòng, và cả nhà hãy cùng chúc cho Đức Hiếu có một kỳ thi thật thành công và tốt đẹp. Mẹ ơi con. Con cảm ơn bà đã ủng hộ cho quán chúng con. Chúc bà có nhiều sức khỏe. Rồi, bà có sức khỏe là cặp nào bà cũng tới phải không? Xin chân chàng phát tay. Chúc gia đình mình có một ngày tốt đẹp. Cảm ơn. Chúc quý khách sinh nhật vui vẻ, bất chấp dài, ai vừa vợ rồi, cô cảm ơn nha, chúc sức khỏe tốt đẹp. Dạ vâng, dạ, con cảm ơn gia đình ạ. Con ơi, con ngủ cho ngoan. Để mẹ đi mẹ đi khi tình nỗi con có nhớ con ơi con ngủ mà cho say giấc lòng mẹ ru con ai để say mộng thương đời con sớm chiều muôn cánh mùa côi hầu 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 con nín đi con mẹ hồ khó mời đây vòng tay giữa đôi mẹ đôi hồ con mai này sau sớm con thành người mẹ hát dù con mà cũng tình người đẹp lời ca đi giấc
cho đời con hùng ngoan qua con nhân sân khấu lên đèn và hãy đi làm đây sao con không hoài lòng ở đâu muốn sự ở đâu con muốn đến đêm con ơi hay con ơi chờ đây con em rồi đi mẹ con ơi thấy cho dòng xưa tôi con lớn con mình ơi sửa mẹ con ơi thấy cho dòng xưa mẹ tôi con lớn con thành bạn ơi. Màu hai lá có gì phải không? Đâu? Ok, hôm nay là mình sẽ theo lời chị Quỳnh Huy đã gửi video về cho mọi người, thì hôm nay cậu Huy với lại ba Tèo Diễm là sẽ làm một cái trò chơi cho mọi người nha. Ở trong gia đình mình làm một cái family, cho nên là ngày hôm nay được tin vui là chị Quỳnh Huy có em bé rồi, cho nên là bây giờ là mình chị Wendy đã đi siêu âm rồi, bây giờ ai mà thích chị Wendy chờ sinh em bé con trai thì chọn màu xanh, còn thích chị Wendy để em bé con gái thì chọn màu hồng. Thì bây giờ là mình sẽ chọn bong bóng trước nha, sau đó là mình sẽ cho em cái màu xanh. Màu xanh không có màu hồng, có màu xanh màu hồng luôn, chọn một cái thôi. Xanh màu hồng, màu xanh chọn một cái thôi. Màu cậu Huy là mong muốn em bé Quỳnh thì tại vì có hai em trai rồi nên mình muốn là có em bé gái, cho nên là sẽ mặc ở đây cho mình cởi cái áo cho mượn ngay tâm màu hồng mới được, màu hồng luôn. Rồi bây giờ có tí muốn là chị để em bé con trai con gái. Con gái, con gái luôn. Con sao không thích con trai? Không thích con trai hả? Con đấu lại hả? Rồi, ba Diễm là muốn thích con gì nè? Để đọc đó là con gì nè? Con trai. Con trai, rồi. Rồi, bây giờ ở trên đây thì mình có 12 cái bánh. Thì ở trong đó nó sẽ có một cái bánh có một cái màu ở trong đó mà mọi người sẽ biết nó là màu gì. Đó là chỉ có Điền biết thôi, tại cậu Huy chỉ đặt xong rồi chị Quỳnh Điền nói chuyện với cái người làm bánh. Thì bây giờ là ngày bây giờ Thanh sẽ chọn một cái để đem lên cho mẹ đi. Mẹ sẽ chọn một cái đi, Thanh lấy một cái. Cho Thanh lấy một cái ra. Trước nha, để Thanh lấy trước nha, để đem lên cho mẹ trước. Một cái, chưa? Lấy một cái. Lấy một cái, muốn cái nào? Muốn cái nào? Cái nào, muốn cái nào? Nào. Chọn đi. Lấy ra. Thanh lấy gì cho mẹ đó. Thổi, thổi. Lấy cái này ra, lấy cái này. Rồi đem nó cho mẹ đi. Rồi. Đem cho mẹ nha. Thành chọn bóng bóng đi. Rồi. Rồi bây giờ ba Diễm nè. Rồi thấy ba Diễm thiếu chọn một cái nè. Màu xanh luôn. Màu xanh luôn. Cái đó cũng con mà. Con con. Ủa sao Diễm vậy? À nó lại nó giữ lại cho mình khỏi hẳn. Cái gì nè? Cứ chơi lại xuống rồi. Rồi rồi rồi. 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 Để con chọn đi. Ủa? Hiếu đâu? Hiếu ơi! Hiếu! Hiếu ơi! Con ăn kia nữa đi con! Chị Đạt, ngồi đàng hoàng đi, không chơi nữa con! Nghe chưa Đạt? Bỏ đồ chơi bỏ xuống lấy cái bông bóng vô đi chơi cộng cho chị cái đi! Rồi Hiếu chọn! Rồi! Hiếu bây giờ là Hiếu là mới xuất hiện cho nên là Hiếu thích chị! Xin em coi em trai hay em gái!